Ở các giải quần vợt thuộc hệ thống của Grand Slam, ATP hay WTA, thì bên cạnh việc theo dõi những tay vợt hàng đầu thế giới thi đấu, thì những câu chuyện bên lề, những câu chuyện hậu trường hay công tác tổ chức cũng được người hâm mộ rất quan tâm. Và những câu chuyện như vậy vừa mới được ông Richard Parnell, một chuyên gia căng vợt hàng đầu thế giới, chia sẻ trong chuyến công tác đến Việt Nam. Chuyên gia căng vợt Richard Parnell sinh ra tại Anh, hiện đang sống ở Tây Ban Nha. Ông bắt đầu học căng vợt năm 9 tuổi từ người cha của mình và đến nay đã có hơn 40 năm gắn bó với công việc này. Richard Parnell đã có 16 năm căng vợt tại giải quần vợt danh tiếng Wimbledon. Ngoài ra, ông Parnell cũng góp mặt ở Australia mở rộng, Pháp mở rộng và rất nhiều các giải đấu danh tiếng khác thuộc hệ thống thi đấu của ATP và WTA. Mỗi giải đấu đều mang tới cho tôi những trải nghiệm, những ấn tượng khác nhau. Wimbledon dĩ nhiên là một giải đấu truyền thống, đẳng cấp và thật tự hào được làm việc ở đó. Australia mở rộng thì đòi hỏi tôi và những người căng vợt khác phải làm việc với cường độ rất cao. Do các trận đấu thường bắt đầu sớm và có thể kết thúc muộn, nên có những ngày chúng tôi chỉ ngủ được 2 tiếng. Làm công việc căng vợt tại các giải đấu lớn, nên Richard Parnell thường xuyên gặp gỡ nhiều tay vợt tên tuổi và điều đó giúp ông hiểu hơn về thói quen sử dụng vợt của các tay vợt. Tôi cảm nhận phần lớn các tay vợt đều rất gần gũi. Tôi đặc biệt ấn tượng với tay vợt người Serbia Nenad Zimonjic. Tôi căng vợt cho anh ta ở nhiều giải đấu và chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Venus Williams cũng là người mà tôi căng vợt suốt 12 năm qua tại Wimbledon. Trong khi Venus thường căng 7 cây vợt, thì Serena Williams căng đến 10 hay 11 cây vợt. Dù tính căng vợt cho rất nhiều tay vợt tên tuổi, nhưng tôi vẫn cảm thấy đôi chút tiếc nuối khi chưa có dịp căng vợt cho Pete Sampras và Andre Agassi. Ngoài việc thường xuyên làm công việc yêu thích ở các giải đấu lớn, ông Richard Parnell còn đạt đến một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, đó là sáng tạo ra nút thắt Parnell. Nút thắt này được đặt theo tên của ông và hiện đang là một trong hai nút thắt chính thức của giải quần vợt danh giá Wimbledon.